sách thì ca 66 Đặng Văn Lượng. Và đây là lầu chợ của sách thì ca 66 Đặng Văn Lượng. Ở đây là gian hàng được chơi whisky của mình. Cái này gửi cho mình về nha. Đây là whisky mèo thú hồng. Còn trên đây là gian hàng trước trường của mình. Đây là một sản phẩm đang hot hiện nay ạ. Bên mình còn đang có một sản phẩm Tết. Đó là nếu bạn mua hóa đơn trên 100 ngàn bạn sẽ được tặng một bao lì xì Tết. Trên đây có rất nhiều mẫu hình rất là đặc sắc. Và bạn mua hóa đơn trên 200 ngàn bạn sẽ được tặng một quyển lịch. Bên trong quyển lịch này mỗi tháng còn có một ưu đãi của shop mình. Có tháng sẽ giảm 15% trên quầy ăn. Hoặc là tặng một trà sữa. Vân vân. Tiếp theo là quầy gian phòng phẩm của shop mình. Đây là gian hàng Phúc Thiên Long. Với các mẫu đơn giản. Và ở đây là một số bút có thể đẹp. Đây là các dụng cụ cần thiết trong học tập của các bạn. Như đây là máy tính của sách mình. Được trang trí họa tiết Hello Kitty rất là dễ thương. Rồi. Bên đây là một số giấy nốt hoặc là thước, bút thước, thước cần trong dụng cụ học tập. Và bên mình còn có cả bút viết, các mẫu bút viết hình thú. Đây, rất là dễ thương. Bên mình còn có một số mẫu ba lô thời trang nhỏ nhắn và xinh xắn. Còn đây là quầy quầy quà tặng ở shop mình. Có những mẫu chuông gió hoặc là quạt. Đây là sản phẩm quạt. Còn đây là quầy ly nước. Đây là bình giữ nhiệt, bình thời trang và một số bình nước uống sử dụng thông thường hàng ngày của các bạn. Dưới đây là quầy đồ chơi, bên mình còn có một số loại cát sắt. Đây là quầy đồ chơi. Đây là các cát sắt mini. Dưới đây là một số mẫu túi sách, mình có thể sử dụng để làm túi quà tặng hoặc là túi để sách đồ thông thường. Bên đây là một số sản phẩm điện thoại. Đây là tai nghe hoặc là các mẫu ấp lưng dành cho các dòng iPhone. Bên mình còn có một số mẫu dây quấn cho bảo vệ cắp sạc của mình. Một số mẫu dây quấn. Đây là một số quầy trang sức. Đây là vòng tay mặt gỗ. Bên cạnh đó shop mình còn có thêm về các mảng giải trí như bài Uno. Này là bài má sói. Đây là bài má sói chibi. Đây là quầy móc khóa bên shop mình. Có cái loại móc khóa rất là trẻ trung và năng động. Một số loại móc khóa thú bông. Đây là bình nhẫn của bên shop mình. Đây là những đổi màu của bên shop mình. Rồi mời các bạn xuống quầy trang sức ở Thái Lan bên shop mình nha.